Nhiều người muốn nuôi cá thủy sinh thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hồ cá sẵn có. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cách thiết kế và xây dựng hồ cá thủy sinh bằng một chiếc bát sen. Đầu tiên, bạn cần mua một chiếc bát sen có kiểu dáng phù hợp từ cửa hàng. Bát sen thường được làm từ hợp kim nhôm và nhựa, có miệng rộng, rất lý tưởng để nuôi cá. Sử dụng keo dán đá hoặc keo silicone để bắt đầu tạo cảnh quan trong bát sen. Khi tạo cảnh quan, hãy tạo điểm tương tự với núi đá, cây cỏ và sỏi. Dùng keo bọt biển để cố định cảnh quan sau khi sắp xếp xong. Đợi khoảng 3 giờ để keo khô. Sau khi keo đã khô, bạn có thể loại bỏ các viên đá dưới đáy và bỏ keo bọt biển thừa. Để tránh việc máy bơm nước bị tắc nghẽn, hãy đặt một lớp lưới bọc quanh ống mềm của máy bơm nước và đặt nó qua khoảng trống giữa các viên đá trong cảnh quan. Sau đó, sử dụng các viên đá nhỏ để giữ ống máy bơm ở vị trí và sử dụng keo bọt biển để cố định chúng. Trải một lớp cát sỏi suối nhỏ trên các vị trí mà nước sẽ chảy qua trong cảnh quan. Ở giữa hai bức tường đá trong cảnh quan, hãy trải một lớp đất sét màu đỏ. Đổ vào bát sen các viên đá núi lửa có khả năng tạo ra vi khuẩn phân hủy cặn bã trong bể cá. Trồng cây cỏ thủy sinh lớn vào bát sen và sử dụng cát sỏi để cố định chúng. Đổ nước vào bát sen và thêm một ít cây cảnh khác sau nữa khi nước đã ổn định trong vòng 7 ngày. Cuối cùng, bạn có thể thả cá vào bát sen thủy sinh này. Như vậy, bạn đã hoàn thành việc tạo ra một hồ cá thủy sinh độc đáo bằng bát sen. Hy vọng rằng bạn sẽ thấy thú vị khi tạo ra mô hình này và nuôi cá trong nó.